Địch Lệ Nhật Ba trải lòng về sự thật khiến cô chịu tiếng bí mật mang thai. Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất, Địch Lệ Nhật Ba đã tiết lộ sự thật khiến cô chịu tiếng mang thai thời gian qua. Những ngày gần đây, tin đồn Địch Lệ Nhật Ba mang thai lan truyền khắp cõi mạng. Bất chấp phòng làm việc của nữ diễn viên đã lên tiếng mang cả pháp luật ra để răn đe, nhưng nhiều cộng đồng mạng vẫn bán tin bán nghi cho rằng cô thực sự có vấn đề. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc một blogger tung tin một nữ minh tinh chuẩn bị sinh con trong năm 2023. Địch Lệ Nhật Ba bị kéo vào cuộc bởi đã rất lâu cô không đóng phim, không xuất hiện tại các sự kiện. Ngay cả tấm ảnh khoe cơ bụng ngầm thanh minh mà cô đã đăng tải cũng là ảnh cũ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Sovigarro mới nhất, Địch Lệ Nhật Ba đã có những trải lòng về nghề diễn viên. Mỹ nhân Tân Cương nói rằng đây là nghề bị lựa chọn, có một số thứ không thể cưỡng cầu, chỉ có thể không ngừng nỗ lực mà thôi. Sau đó Địch Lệ Nhật Ba còn nói rằng sau nhiều năm lăn lộn trong nghề, cô đã học được cách không nóng vội, từ từ đợi chờ vai diễn thuộc về mình trong lúc làm việc khác. Bộ phim gần nhất mà Địch Lệ Nhật Ba tham gia là Công Tố Tình Anh vẫn chưa lên sóng. Sau nửa năm phim đóng máy, người đẹp dành toàn bộ thời gian cho bản thân, thả lỏng trong lúc bận bịu. Suốt thời gian qua, cô xem phim, đi dạo và quan sát cuộc sống. Với một nữ minh tinh như Địch Lệ Nhật Ba, nhịp sống này khó mà có được. Trước đây Địch Lệ Nhật Ba đã làm việc không ngừng nghỉ, phim này vừa đóng máy đã lao vào phim tiếp. Khi ấy cô nghĩ rằng thanh xuân chỉ vài năm nên dốc sức. Nhưng giờ đây ở tuổi 30, mỹ nhân Tân Cương đã tìm được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, không để bản thân căng thẳng, không vì công việc mà hy sinh sức khỏe. Trong năm 2023 này, Địch Lệ Nhật Ba chỉ cầu mong bản thân và người nhà giữ gìn sức khỏe. Một năm ước vô cùng đơn giản và ý nghĩa. Từ những chia sẻ của Địch Lệ Nhật Ba có thể thấy cô đang tận hưởng khoảng thời gian yêu chiều bản thân sau khi làm việc chăm chỉ. Vì vậy không để vì quãng thời gian ở ẩn này mà có thể sinh nghi ngờ cô ấy đang bí mật mang thai và sinh con. Là nghệ sĩ bận rộn cả năm, việc cho phép bản thân giải tỏa là điều hoàn toàn cần thiết và xứng đáng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.